Chào đón quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Hy vọng rằng quý vị đã có một ngày tràn đầy năng lượng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề chế độ ăn uống tốt cho làn da. Đó là chủ đề chính mà chúng ta sẽ đề cập trong chuyên mục Hiểu Đúng, Hiểu Đủ. Sau đó chúng ta đến với chuyên mục Trò Chuyện Cùng Bác Sĩ qua chuyên mục Kết Nối. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục đầu tiên nhé. Thưa quý vị, để có làn da đẹp thì ngoài cái yếu tố chăm sóc như là dưỡng da này, rồi lối sống, thì cái chế độ ẩm thực, ăn uống như thế nào để có thể có một làn da tươi khỏe và lúc nào cũng rạng rỡ. Và để tìm hiểu hơn về chủ đề này, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Mai, xin chào quý khán giả. Chúng ta nói về những cái thực phẩm mà làm thế nào tốt cho làn da của chúng ta. Thì đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ thế nào là những cái thực phẩm mà rất là tốt để chúng ta cần lưu ý ạ? Nếu mà chúng ta nói về thực phẩm tốt cho làn da thì trước tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những cái chất dinh dưỡng nào nó sẽ tham gia vào cái cấu trúc cũng như là tham gia vào cho chúng ta duy trì một làn da vừa khỏe vừa đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem là cấu trúc của da của chúng ta sẽ gồm có những cái lớp nào này, rồi những chất dinh dưỡng nào mà tham gia vào cái quá trình giúp cho cấu trúc da của chúng ta trước tiên là nó bền vững, tiếp theo là nó khỏe, nó đẹp và nó giảm thiểu cái tốc độ bị lão hóa. Rõ ràng là chúng ta sẽ biết là da chúng ta sẽ có ba cái lớp chính. Lớp ở trên thì chúng ta gọi là thượng bì, tức là ở trên cùng thì nó phủ ở bên ngoài, đó là các cái lớp biểu bì. Và hàng ngày thì chúng ta sờ trên da của chúng ta thấy là theo thời gian, cứ vài ngày thì lớp da nó sẽ chóc nhỏ nhỏ đi một chút. Đó là phần mà chúng ta gọi là thượng bì. Sau đó phần dưới là trung bì và ở dưới là hạ bì. Và cấu trúc của nó thì luôn luôn bao giờ cũng có các amino acid, hay còn gọi là các acid amin, đó là chất đạm. Tiếp theo nữa là màng của tất cả các tế bào, đó là chất béo. Và vì cần chất béo là các acid béo nên chúng ta sẽ có loại chất thứ hai mà chúng ta cần. Thứ ba là các tế bào sẽ cần được nuôi dưỡng. Thế nuôi dưỡng bằng cái gì? Nuôi dưỡng bằng cái phân tử nhỏ nhất của chất bột đường là glyco. Vậy là đầu tiên chúng ta cần phải biết là các cái chất dinh dưỡng cần cho da, đầu tiên là phải có chất đạm, có chất béo, có chất bột đường tham gia vào cấu trúc của tế bào da, cấu trúc của các cái lớp ở trong da của mình. Thanh Mai chú ý nhé, collagen thì có đúng là giúp cho da của chúng ta đẹp vì nó tham gia ở cái mô liên kết nằm ở cái lớp dưới da. Vậy thì chúng ta sẽ phải ăn chất đạm để cung cấp collagen. Đấy là một cái ví dụ về vấn đề là chất dinh dưỡng nào cần. Và nhóm chất dinh dưỡng thứ hai rất là cần cho da, đó chính là các vitamin. Chúng ta có nhiều vitamin cần cho da. Trong này thì chúng ta có thể kể đến là vitamin A này, vitamin nhóm B, trong này có B1, B2, B3. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cần thiết cho da nữa, đó chính là vitamin C, vitamin E và vitamin D. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thấy là chất khoáng cũng rất cần cho da. Nhiều khi các bạn cứ tưởng là chất khoáng cần cho xương mà không phải. Canxi, phốt pho, magie, mangan, đặc biệt là selen, sắt và iốt. Đây là những cái chất khoáng mà cần cho da. Vậy là từ đó là chúng ta thấy là da cần khá nhiều chất dinh dưỡng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay vào là với những chất dinh dưỡng này thì chúng ta sẽ cần những thực phẩm nào. Nếu mà bây giờ nói ra thì mọi người sẽ rất là ngạc nhiên. Không phải là chúng ta cần rau và trái cây để đẹp cho da đâu. Đầu tiên là chúng ta cần phải sử dụng các loại thực phẩm nào mà cung cấp cho chúng ta nhiều chất đạm và trong đó phải có các acid amin thiết yếu. Vậy là chúng ta sẽ cần nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm thì bao gồm có trước tiên mà kể ra tốt cho da đó là chính là cá. Bởi vì ngoài các chất đạm tốt, các acid béo thiết yếu nó còn có các acid
amin thiết yếu, tức là vừa chất béo vừa chất đạm tốt. Trong cá thì lại có các cái vitamin và chất khoáng vừa chúng ta vừa mới kể với nhau xong. Sau cá thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể kể đến một số các loại thủy hải sản, ví dụ như là tôm cua, rồi chúng ta sẽ cần thịt thì chúng ta sẽ chọn thịt trắng thì sẽ tốt hơn thịt đỏ một chút, tức là chúng ta có thể chọn thịt gà và thậm chí là chúng ta có thể ăn thịt vịt, thịt ngan chẳng hạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có thịt heo, thịt bò cũng là cái nguồn cung cấp cho chúng ta các cái chất khoáng tốt như là sắt, như là kẽm, vân vân. Đấy là phần đầu tiên nhất, là chúng ta sẽ kể ra cái thực phẩm cung cấp chất đạm. Trong số các cái thực phẩm tốt cho da thì chúng ta còn có trứng và chúng ta còn có sữa, bởi vì nó sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin, chất khoáng, vừa có chất đạm vừa có chất béo như đã mô tả. Đấy là cái nhóm đầu tiên. Nhóm thứ hai là với chất bột đường thì chúng ta lại nên chọn các cái thực phẩm như là gạo và các cái loại ngũ cốc nguyên cám, nguyên vỏ. Nhóm thứ ba mà thực phẩm chúng ta biết là tốt cho da đó chính là rau và các loại rau xanh. Rau nào mà có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu cam thì rất là tốt cho da, vì lý do là nó cung cấp nhiều tiền vitamin A cũng như là nó cũng có nhiều các cái vi khoáng mà chúng ta cần thiết. Rồi sau đó thì chắc chắn là Thanh Mai sẽ nói là thế trái cây thì có tốt cho da không, thì chắc chắn cũng tốt luôn, bởi vì có nhiều vitamin, chất khoáng như chúng ta mong đợi. Và thêm nữa thì trái cây còn cung cấp cho chúng ta các cái chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, cũng tốt cho các cái cấu trúc của da. Vậy là chúng ta kể ra là gần như tất cả các loại thực phẩm mà chúng ta có trên cuộc sống tự nhiên thì đều cần thiết để giúp cho da của chúng ta khỏe và đẹp. Nhưng mà tỷ trọng thì chúng ta sẽ như thế nào để cho hợp lý phân bổ cho một ngày cho một người khỏe mạnh, thưa bác sĩ? Thông thường thì chúng ta sẽ tính thực phẩm như thế này. Nếu mà nói về mặt khoa học dinh dưỡng thì chúng ta sẽ phải tính trên là trước tiên là kilocalo để xem là năng lượng hàng ngày cần bao nhiêu. Sau đó là chúng ta sẽ tính tỷ lệ chất đạm, chất béo, chất bột đường là ba chất sinh năng lượng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tính đến vitamin, chất khoáng, tất cả đều có những cái khuyến nghị tùy theo tuổi và tùy theo cái giới tính, nó có cái sự khác biệt với nhau. Thì nếu mà nói như thế này thì quý khán giả sẽ thấy là ui thế này thì rất là rối loạn, cảm thấy là rất căng thẳng, bởi vì sao lại nhiều con số như thế. Thì vậy là chúng ta sẽ quy đổi ra cách là chúng ta ăn thực phẩm nhé. Chắc là cái cách này thì quý khán giả sẽ thích hơn. Chúng ta sẽ cùng với nhau xem như thế này để cho nó dễ hiểu. Thì chúng ta nhớ thế này, một ngày chúng ta sẽ ăn 3 bữa chính và khoảng 1 cho đến 2 bữa phụ tùy theo cái tuổi tác cũng như là nghề nghiệp của mình. Phần thứ hai là chúng ta sẽ ăn 6 nhóm thực phẩm cùng một lúc trong một ngày. Cùng một lúc trong một ngày có nghĩa là các bữa ăn nào chúng ta cũng cố gắng là ít nhất là được 5 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn thì sẽ tốt. Nãy chúng ta đã kể rồi, chúng ta có thứ nhất là nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất béo, nhóm thực phẩm giàu chất bột đường, rồi nhóm rau, nhóm trái cây, nhóm sữa và các cái chế phẩm từ sữa. Thì bây giờ chúng ta ví dụ như bữa sáng thì tôi sẽ không cần uống sữa, nhưng mà tôi sẽ ăn đủ 5 cái nhóm chất dinh dưỡng, quy đổi ra là 5 nhóm thực phẩm là tối thiểu. Thì còn 2 bữa phụ là chúng ta có thể sử dụng sữa và các cái chế phẩm từ sữa. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính xem là bây giờ một ngày thì em ăn như thế nào. Chúng ta sẽ giúp cho quý khán giả như thế này nhá. Thông thường ấy thì trong một bữa ăn chính với người trưởng thành của chúng ta thì chúng ta sẽ ăn thực phẩm nào mà giàu chất đạm, chúng ta ăn vào khoảng 100g cho một bữa. Đó, ví dụ như mình ăn cá, ăn tôm hoặc là ăn thịt, hoặc là ăn đậu hũ, hoặc ăn nấm thì chúng ta sẽ có cái phần đó là khoảng 100g thực phẩm giàu chất đạm cho một bữa, bữa ăn chính. Những người nào to thì sẽ ăn nhiều hơn một chút, người nào nhỏ con hoặc là đang cần phải ăn kiêng thì chúng ta ăn ít lên một chút. Ít hơn là nghĩa là thế nào, thì chúng ta sẽ ăn khoảng từ 70 cho đến 120 tùy theo cái tuổi tác cũng như là khối lượng cơ thể nhé. Thế bây giờ phần tiếp theo là chiếm một cái phần rất là quan trọng, đó là rau. Thì cứ mỗi bữa ăn chúng ta sẽ ăn vào khoảng 100 đến 150g rau. Thế là hai phần rồi nhé. Thế bây giờ tới một cái phần quan trọng là chất bột đường, là nguồn năng lượng để cho da của chúng ta hoạt động. Thì chất bột đường chúng ta sẽ ăn bao nhiêu trong một bữa thì tùy theo trọng lượng cơ thể cũng như tuổi tác, chúng ta sẽ dao động trong cái khoảng là từ 1 cho đến 3 chén. Với những người mà thể hình rất là cao lớn, ví dụ như cao tới 1m8 chẳng hạn, thì những người này thì người ta có thể ăn tới 4 chén cơm. Nhưng mà thông thường là chúng ta ăn từ 1 cho đến 3 chén. Bây giờ mình bảo thôi tôi không ăn cơm, hôm nay tôi muốn ăn bún, thì chúng ta làm nào? Chúng ta sẽ quy đổi, cũng vẫn là một cái chén ăn cơm thông thường. Nếu mình ăn bún thì mình ăn đầy chén, ăn cơm thì mình chỉ ăn 2/3 chén thôi. Tại sao thế? Là tại vì lượng chất bột đường trong cơm nó nhiều hơn trong bún. Vậy là chúng ta đã kể ra từ nãy đến giờ là chúng ta có chất đạm rồi nhá, chúng ta có chất bột đường rồi, chúng ta có rau rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nhóm là trái cây. Thì mỗi bữa ấy,
là chúng ta sẽ ăn thêm một phần trái cây. Chúng ta chỉ ăn hai bữa chính thôi. Trái cây một ngày chúng ta ăn hai phần. Một phần thì tương đương với một quả táo hoặc là một quả chuối trung bình, hoặc là hai cái quả mận ấy, quả mận hay là còn gọi là quả roi. Nếu mà chúng ta ăn cái quả táo tròn tròn ấy thì chúng ta có thể ăn 4 đến 5 quả táo tùy theo quả to hay bé. Vậy là Thanh Mai thấy dễ rồi đúng không? Thanh Mai sẽ thắc mắc là ôi tôi chưa chất béo đâu mất rồi. Chất béo là tại vì trong quá trình mà chúng ta chế biến món ăn là chúng ta đã có chất béo rồi, tại vì nấu canh thì chúng ta có thể có một chút mỡ hoặc là chút dầu ăn, rồi chúng ta rán hoặc là xào thì cũng có một chút dầu ăn, nhưng mà lượng mà chúng ta sử dụng cho một bữa ăn thông thường ấy, chúng ta chiên rán thì cho một người thì chúng ta chỉ sử dụng khoảng một muỗng cà phê thôi, vậy là chúng ta đã có chất béo rồi. Thì bữa phụ chúng ta sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa, đấy là cái lượng ăn hàng ngày mà chúng ta gọi là cân đối. Và khi mà lựa chọn thì lưu ý là chúng ta phải ăn cả động vật lẫn thực vật, cho nên là chúng ta đừng ăn toàn thịt hoặc là ăn toàn cá, chúng ta phải ăn thêm đậu đỗ hoặc là nấm. Như vậy là ngày hôm nay đừng có cực đoan quá, bởi vì có rất là nhiều trào lưu cực đoan, hoặc là ăn cái này hoặc không ăn cái kia. Thành ra khi mà trò chuyện với bác sĩ thì Mai thấy được rằng là chúng ta phải làm sao đa dạng, ngay cả rau củ quả cũng ăn như kiểu cầu vồng vậy đó, nhiều màu xanh đỏ tím vàng để cho chúng ta có đầy đủ vitamin và khoáng chất. Thế còn những cái thực phẩm nào mà có lợi cho sức khỏe thì bác sĩ có thể liệt kê những thực phẩm mà thông dụng mà chúng ta thường dùng hàng ngày không ạ? Nếu mà chúng ta nói đến cái thực phẩm tốt cho sức khỏe và tốt cho sức khỏe của da ấy, thì chúng ta sẽ chú ý như này nhá. Những loại thực phẩm mà tốt cho da của chúng ta thì trước tiên về thực phẩm để cung cấp chất đạm thì chúng ta nên chọn cá và các cái loại cá béo thì ưu tiên của chúng ta. Nếu có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng cá thu, cá hồi. Nếu không có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng các loại cá mà dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam, ví dụ như là cá ba sa, cá điêu hồng đều rất là tốt, tất cả các loại cá đều rất là tốt cho da. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể sử dụng tôm và mực. Rồi chúng ta sử dụng thịt thì thịt gà tốt cho da. Và thêm nữa thì chắc chắn là chúng ta sử dụng đậu và các loại sản phẩm từ đậu, ví dụ như là đậu nành này, đậu hũ này, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen đều tốt cho da, nhưng mà lưu ý là phải ăn cả vỏ thì sẽ tốt cho da rất là nhiều. Bởi vì nếu ăn cả vỏ là chúng ta có nhiều vitamin nhóm B, chúng ta lại có nhiều tiền vitamin A nữa, và đồng thời lại cung cấp cho chúng ta các acid amin thiết yếu mà ở cái mức độ dung hòa với cái việc mà chúng ta ăn thịt cá vừa mới mô tả xong. Rồi sau đó thì thực phẩm, nhóm thực phẩm nữa tốt cho da không thể không kể đến đó chính là các loại rau. Thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn các loại rau nào là có màu xanh. Màu xanh thì chúng ta sẽ có tất cả các loại rau cải, thì có thể liệt kê theo trật tự. Chúng ta có thể sử dụng cải ken, hay là ở Việt Nam thì chúng ta cũng gọi là cải xoăn hoặc là cải ngũ sắc. Thì các bạn đi siêu thị, các bạn mua thấy những cái cây cải dài, lá nó màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu xanh mà nó hơi tía tía lên ấy, màu ánh lên. Thì chúng ta chọn các cái loại rau cải đó. Tiếp theo thì chúng ta có cải song này, rồi chúng ta có cải xanh, đều rất là tốt. Nhóm rau thứ hai rất là tốt, các bạn chú ý chọn nhé, đó là chính là các loại rau có màu tím. Nếu mà chọn màu tím thì chúng ta có thấy là chúng ta sẽ có bắp cải tím này, chúng ta có su hào tím, rồi chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng củ dền, và chúng ta sẽ sử dụng các cái thực phẩm mà có màu đỏ chuyển sang màu tím, ví dụ là quả ớt chuông chẳng hạn. Đúng rồi. Đó. Và rõ ràng là quả ớt chuông mà có màu đỏ là quả ớt chuông rất là tốt. Sau đó là chúng ta sẽ chú ý đến cái nhóm thực phẩm tiếp theo là màu cam, màu vàng. Ví dụ như là cà rốt này, gấc này, cà chua này. Rồi chúng ta sẽ có một cái nhóm thực phẩm nữa, đó là cái nhóm mà chúng ta biết là màu trắng. Thì chúng ta ở đây chúng ta có thể kể ra tất cả các loại bông cải, bắp cải và củ cải là đều tốt. Với các cái loại thực phẩm này thì nó tốt, còn kèm theo đó là trái cây. Thì trái cây chúng ta phải chọn loại nào ít đường, ít ngọt thôi. Chúng ta sẽ chọn ưu tiên thứ nhất là màu tím. Ở đây là chúng ta có thể chọn nho, lưu ý là ăn cả vỏ. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta có quả măng cụt này, chúng ta có quả thanh long màu đỏ. Đây là những cái loại trái cây rất là tốt với cái sức khỏe của làn da. Và nếu mà có điều kiện thì chúng ta sử dụng các loại dâu, quả blueberry là quả việt quất chẳng hạn. Đây là những cái quả rất là tốt. Còn một cái nhóm nữa là nhóm trái cây mà nó có múi, ví dụ như là bưởi, cam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu thế tại sao lại tốt, là bởi vì thế này này, những cái loại thực phẩm màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng mà chúng tôi vừa kể thì trong thành phần của nó, ngoài cung cấp vitamin C và các vitamin chất khoáng khác, thì nó có cung cấp cho chúng ta những cái chất mà nó có cái vai trò là chống lại các gốc tự do, cho nên nó bảo vệ cho tế bào da. Đó chính là các cái thành phần mà chúng ta gọi là các polyphenol, đặc biệt là anthocyanin, nó có cái màu tím tím, thì chúng ta sẽ chống lại gốc tự do, làm cho làn da của chúng ta mướt và sáng, thì chúng ta nên lựa chọn hàng ngày. Và cuối cùng là các cái loại nhuyễn thể đều khá là tốt. Một số các cái loại đậu và các cái loại hạt cũng khá tốt cho sức khỏe của làn da, thì chúng ta nên ưu tiên chọn lựa. Còn phương pháp nấu ăn như thế nào thì mọi người cũng đều biết là luộc này rồi hấp thì sẽ tốt, nhưng mà làm cách nào mà để luộc hấp mãi thì cũng ngán. Mình có thể mình có những cái biến tấu nào đó mà vẫn tốt cho sức khỏe, mà có thể đa dạng hơn bữa ăn cho gia đình không ạ?
chắc chắn là chúng ta nên phối hợp nhiều cái cách chế biến khác nhau. Vì nếu chúng ta chọn một cách chế biến thì rõ ràng là không ai có thể ăn một cách chế biến mà cảm thấy vui vẻ được. Mà vui vẻ thì nó lại là giúp cho cơ thể của chúng ta tiết ra endorphin, là một cái loại nội tố giúp cho chúng ta hạnh phúc, vui vẻ và trẻ lâu. Thì chúng ta sẽ cùng với nhau chế biến món ăn. Ưu tiên số 1 là chúng ta sẽ ăn càng gần tự nhiên càng tốt. Vì nếu ăn gần tự nhiên thì sẽ được hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất ấy là chúng ta bảo toàn được các vitamin và các cái chất dinh dưỡng ở trong thực phẩm. Tại vì trong quá trình chúng ta chế biến thì vitamin và chất khoáng bị mất đi rất là nhanh, đặc biệt là các polyphenol là những chất có lợi cho da, nó cũng sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ. Cho nên chúng ta sẽ ăn càng gần tự nhiên. Càng gần tự nhiên thì đầu tiên là cái gì? Chúng ta có thể ăn dạng salad hoặc ăn sống thì chúng ta ăn. Đấy là phần 1. Thế thay vì chúng ta chỉ luộc thôi, tại sao chúng ta không làm salad và chúng ta trộn với các loại nước sốt? Là đây là một cái cách là chúng ta ăn được tự nhiên này. Xong cách thứ 2 thì chắc chắn là chúng ta có thể luộc, chúng ta có thể hấp. Cách chế biến thứ 3 là chúng ta có thể xào. Nhưng mà thay vì chúng ta xào rất là nhiều dầu mỡ thì chúng ta nên xào ít dầu mỡ thôi. Chúng ta hiện nay có các cái loại chảo mà không dính. Chúng ta không cần nhiều dầu mỡ, chúng ta vẫn đảm bảo được món ăn ngon. Sau đó thì chúng ta thay vì là chúng ta chiên ngập dầu thì chúng ta cũng đã có các cái thiết bị để chúng ta có thể là chiên không dầu hoặc là ít dầu. Nếu mà chúng ta sử dụng cái chảo mà không dính thì chúng ta có thể chiên ít dầu được. Đấy là cái cách thức mà chúng ta đa dạng. Một trong những cái cách thức mà chúng ta hay áp dụng đó là chúng ta nướng. Nhưng mà lời khuyên của chúng tôi là chúng ta nên nướng bằng các cái lò mà nó có canh về nhiệt độ. Và giúp cho các bà nội trợ, hoặc là ngay cả không phải các bà nội trợ đâu, mà các em thanh niên có thể chế biến. Tức là chúng ta canh nhiệt độ và canh cái thời gian thì chúng ta sẽ chế biến được rất là đa dạng. Chúng ta không có quá phức tạp. Thực ra mình nghiện cái nồi chiên không dầu lắm chị. Đôi khi thì như thế ăn chè chả giò, nhưng mà mình chỉ việc cho vào nồi chiên không dầu bấm nút thôi và nó cũng giòn rụng mà lại không có một tí dầu nào cả. Hoặc là nhiều khi mà cần phải chiên thì mới thấy có bán cái loại mà nó giống như là zero calorie. Thực ra không phải zero calorie nhưng mà nó quá ít để được tính là calorie. Chỉ cần xịt một chút thôi, xịt lên rồi sau đó là chúng ta có đủ để mà không bị khét, để món ăn vẫn còn thơm ngon nhưng mà không quá nhiều dầu. Như chị vừa chia sẻ là có thể có những cái nồi, có những cái phương pháp để chúng ta vẫn được ăn ngon mà lại không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục kết nối. Quý vị muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Ngọc Diệp thì chúng ta sẽ cùng liên hệ với địa chỉ dưới đây nhé. Mọi thư từ góp ý quý vị xin gửi về địa chỉ sau: fanpage facebook.com/thanhmaishow, tại youtube.com/thanhmaishow, tại email thanhmaishow@gmail.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ số 2 Bùi Thị Xuân, quận 1, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Mai sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ với một số thư của khán giả đã gửi trước về chương trình. Bạn Thanh Hằng ở Long An đặt câu hỏi là: tôi có đi thẩm mỹ viện để tái tạo da, thưa bác sĩ tôi nên ăn gì và kiêng ăn gì để làn da được phục hồi nhanh chóng ạ? Vâng ạ, xin chào chị. Chị vừa mới đi thẩm mỹ viện để tái tạo làn da thì có lẽ là chị nên áp dụng theo hướng dẫn của thẩm mỹ viện, bởi vì thực ra thì cũng không biết là chị đi tái tạo làn da ở cái cấp độ nào. Nhiều khi chúng ta chỉ làm cái cấp độ rất là đơn giản thôi thì bạn chỉ cần duy trì cái chế độ ăn thông thường của mình là đạt yêu cầu. Trong trường hợp mà bạn tái tạo da ở cái cấp độ sâu hơn, tức là mình đã làm cho lớp da của chúng ta nó thay đổi nhiều hơn cái cấu trúc ở cái lớp thượng bì, thì có lẽ là bạn phải thực hiện mấy việc. Việc thứ nhất là áp dụng theo hướng dẫn của thẩm mỹ viện, chống nắng tốt, tránh nắng và phải cung cấp đủ nước cho cơ thể thì sẽ giúp tái tạo làn da được tốt hơn. Và một số các cái thực phẩm mà chúng ta nên lựa chọn để ăn thì có lẽ là chúng ta sẽ lựa chọn đa dạng các loại thực phẩm. Trong này thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các cái thực phẩm mà nó có nhiều axit amin thiết yếu sẽ hỗ trợ cho tái tạo cái cấu trúc của da. Thì lúc này thì chúng ta chỉ nên lựa chọn là cá và các loại thịt. Ví dụ như cụ thể là chúng ta nên sử dụng thịt nạc, là thịt gà. Tiếp theo nữa thì bạn nên sử dụng các loại trái cây và các loại rau mà trong thành phần của nó có nhiều vitamin C, có kẽm, có selen. Vậy thì bạn sẽ chọn các loại rau như sau, là chúng ta có thể chọn các loại rau như là rau cải, bông cải, đặc biệt là bông cải xanh, và ớt, đặc biệt là ớt chuông. Thì chúng ta chọn ớt chuông là nên chọn ớt chuông màu vàng, và ớt chuông màu đỏ thì tốt hơn là chúng ta chọn ớt chuông màu xanh. Và bạn nên sử dụng các loại đậu, và nên lựa chọn các cái loại đậu nào mà nguyên cám, nguyên vỏ và chế biến để ăn hàng ngày là tốt. Còn thực phẩm nào nên hạn chế thì trước tiên là những thực phẩm nào mà
trước giờ bạn ăn, bạn hay thấy là bụng khó tiêu, hoặc là chúng ta ăn chúng ta có cái tình trạng dị ứng là chúng ta phải loại trừ trong cái chế độ ăn. Tiếp theo nữa thì không nên uống quá nhiều cà phê, hạn chế tối đa việc uống bia rượu. Đây là những cái điều mà chúng ta nên làm để chúng ta có làn da được tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì Mai được phòng kỹ thuật nối máy với một vị khán giả. Xin mời bạn ạ. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Năm nay em 22 tuổi nè. Trước đây da em bình thường thôi ạ. Tuy nhiên dạo gần đây thì không hiểu sao da em bị nổi mụn li ti rất là nhiều trên mặt luôn. Thì em không có dùng mỹ phẩm hay là dùng thức ăn nào lạ hết á. Chỉ có nửa tháng nay em có uống sữa bò mỗi ngày nè. Thì thưa bác sĩ, có phải là sữa bò nó là tác nhân gây lên mụn trên da của em không ạ? Em mong được bác sĩ tư vấn giúp giùm. Xin chào em, cảm ơn em đã đặt một vấn đề. Bạn ấy cũng có cái khả năng là chẩn đoán ấy. Dạ. Và chẩn đoán kiểu loại trừ. Đầu tiên thì bạn ấy có mô tả là không có thay đổi gì về mỹ phẩm, cũng không có thay đổi gì về chế độ ăn, mà chỉ có một sự khác biệt đó là uống sữa thôi. Mà lại nổi mụn li ti, vậy thì khả năng là có thể là do sữa hay không. Muốn biết được khả năng có do sữa hay không thì đầu tiên chúng ta phải loại trừ các yếu tố khác. Ví dụ bạn có thay đổi môi trường sống không, giấc ngủ của bạn có tốt không, rồi vấn đề rửa mặt của bạn như thế nào. Thế mỹ phẩm một phần chứ còn rửa mặt của bạn cũng rất là quan trọng. Bạn có bị stress không, bị căng thẳng quá không, ví dụ như là công việc quá nhiều, thời gian quá thay đổi, rồi thêm nữa là kinh nguyệt của bạn như thế nào. Đây là những cái yếu tố mà bạn cần phải kiểm tra trước. Sau đó thì về mặt chế độ ăn thì rất có thể là bạn không dung nạp sữa theo một cái chiều hướng, là rất có thể mình có một cái tình trạng là dị ứng với protein của sữa. Và khi mình dị ứng với protein của sữa thì cái phản ứng dị ứng nó có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có một cái hình thức là nổi mụn ở da dưới cái dạng là cái mụn rất là nhỏ, li ti. Bây giờ bạn làm gì? Bạn tạm thời bạn ngưng uống sữa một thời gian đi và theo dõi trong khoảng một tuần xem là tình trạng mụn và da của mình có vấn đề gì không, có thay đổi không. Nếu mà nó thay đổi hẳn thì có khả năng là bạn sẽ phải lựa chọn loại sữa khác để cung cấp cho mình thực phẩm cân đối và phù hợp hơn. Và trong trường hợp mà nếu mà vẫn không thay đổi thì chắc là nên đi khám bác sĩ da liễu. Và tiếp theo thì phòng kỹ thuật có tín hiệu từ một vị khán giả. Xin chào bạn ạ. Hello, dạ em chào chương trình ạ. Bác sĩ cho em hỏi 3 câu ạ. Câu thứ nhất, có phải khoáng chất silen giúp da đẹp hơn không ạ? Câu thứ hai, khoáng chất silen có nhiều trong những thực phẩm nào? Và câu cuối cùng là khi bổ sung khoáng chất thì em cần lưu ý những gì để da đẹp mà không ảnh hưởng đến sức khỏe ạ? Em cảm ơn. Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Chúng ta có một câu hỏi liên quan đến selen. Selen là gì? Selen là một chất khoáng phi lượng, hàng ngày cơ thể sẽ cần cung cấp với một lượng rất rất là nhỏ. Thế vai trò chính của selen là gì? Vai trò chính của selen đó là nó tái tạo các cái chất chống lại gốc tự do, đồng thời là nó trung hòa và loại bỏ các cái gốc tự do ra khỏi cơ thể. Gốc tự do là một trong những cái chất mà không mong muốn trong cơ thể, và nó làm tổn hại tế bào và nó có thể làm suy giảm chức năng của các cái cơ quan ở trong cơ thể, bởi vì là nó làm ảnh hưởng đến các cái tế bào cũng như là quá trình chuyển hóa hấp thu các cái chất dinh dưỡng. Và vì vậy thì selen nó liên quan đến cái hoạt động là chống lão hóa. Đấy là lý do mà chúng ta sẽ quan tâm đến selen khi mà bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của da. Tác động chính của selen nó không tác động trực tiếp lên da, nhưng nó tác động ở cái việc là nó làm giảm cái tốc độ lão hóa của các tế bào, trong đó có tế bào da. Đấy là phần đầu tiên. Phần thứ hai thì người ta cũng nhận thấy là selen thì có liên quan đến bảo vệ cái sức khỏe của mạch máu. Và khi bảo vệ sức khỏe của mạch máu thì chủ yếu là liên quan đến các cái tế bào nội mạc của mạch máu. Và chúng ta đều biết là mạch máu rất là quan trọng, bởi vì nó đưa chất dinh dưỡng đi đến tất cả cơ thể đều cần phải có mạch máu cả. Thứ hai là oxy đi đến cơ thể của chúng ta, đến từng tế bào để giúp cho tế bào được khỏe này, được bền vững này, và hoạt động được hiệu quả nhất, thì rõ ràng là đều cần đến cái vai trò của mạch máu. Do đó là tác động này là tác động thông qua các cái hoạt động khác đối với sức khỏe của da. Thực phẩm nào nhiều selen? Là chúng ta sẽ biết là thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì sẽ nhiều selen. Chúng ta có thể kể ra là selen có rất là nhiều ở trong các loại thủy hải sản, ví dụ như là các loại sò, nghêu, cá, tôm, cua. Ngoài ra thì thịt của các loại gia súc gia cầm cũng có nhiều selen. Một cái đặc điểm lưu ý là một số các loại đậu và các loại hạt cũng có selen, tuy nhiên hàm lượng thì không nhiều bằng trong các cái loại thủy hải sản và thịt. Và rau và trái cây cũng có selen nhưng hàm lượng rất là ít và rất là thấp.
Cái câu hỏi thứ ba của bạn là bây giờ em bổ sung selen như thế nào để không có hại cho sức khỏe mà lại có lợi cho sức khỏe, thì chắc chắn là chúng ta nên ăn đa dạng thực phẩm. Và trong bữa ăn của chúng ta thì chúng ta hãy nhớ là khuyến nghị của ngành dinh dưỡng và khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới cũng thế thôi. Mỗi tuần thì mọi người nên ăn tối thiểu 3 ngày có cá. Như vậy nếu mà mình ăn cá và các loại thủy hải sản thì chắc chắn là cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có selen, và nó liên quan đến sức khỏe tim mạch cũng như là tuổi thọ, đặc biệt là cái tình trạng lão hóa của cơ thể sẽ giảm đi rất là nhiều nếu chúng ta sử dụng cá hàng tuần. Phần thứ hai là bạn sẽ sử dụng thêm nhiều loại rau, đồng thời là cũng có thể là lưu ý đến việc sử dụng là các loại hạt trong cái chế độ ăn hàng ngày. Đây là cái cách rất là tốt để duy trì sức khỏe của mình. Nếu bạn sử dụng selen trong thực phẩm tự nhiên thì chắc chắn là sẽ an toàn và phù hợp với sinh lý. Còn trong trường hợp cơ thể của chúng ta bị thiếu thật sự thì chúng ta sẽ phải tìm đến các loại thực phẩm chức năng còn có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hoặc là selen ở dưới các cái dạng tổng hợp trong các cái viên thuốc. Nhưng mà nếu mà sử dụng này thì chắc chắn là phải theo lời hướng dẫn, tư vấn và chỉ định của các bác sĩ. Và tiếp theo thì có một khán giả liên lạc với hotline của chương trình với nội dung như sau. Em năm nay 18 tuổi, da mặt của em bị dầu bóng rất là nhiều. Có phải da nhờn thì không nên ăn món ăn có dầu mỡ phải không ạ? Mong bác sĩ tư vấn món ăn nào tốt cho da dầu. Em cảm ơn. Xin chào em. Chúng ta có một cái làn da là sờ vào thì thấy bóng bóng, và các bạn hay gọi là em bị mồ hôi dầu. Da em có nhiều dầu. Thế cái này là do các cái tuyến ở da nó hoạt động được mạnh hơn so với bình thường thôi. Thế thông thường những cái người mà có da dầu là người ta hay bị nổi mụn. Nhưng mà nó lại được cái lợi là những người da dầu thì thường là cái nếp nhăn nó xuất hiện chậm hơn. Đó, nên là em cứ vui mừng với cái chuyện này trước đã. Thế bây giờ tiếp theo là có nên ăn nhiều chất béo không? Thì đương nhiên là không nên ăn nhiều chất béo. Da bình thường hay da dầu đều không nên ăn nhiều chất béo. Thế bây giờ tiếp theo là bây giờ ăn ít chất béo thì ít đến mức độ nào? Chúng ta nên ăn khoảng 20-25% tổng năng lượng khẩu phần là từ chất béo. Thế quy đổi ra là như thế nào? Thì một ngày em nên ăn chất béo với cái lượng của em ấy là mình sẽ ăn vào khoảng từ 50-70g chất béo mỗi ngày. Thì thông thường hầu hết nó đã nằm sẵn ở trong thực phẩm rồi. Và khi mà chúng ta chế biến thì em nên giảm thiểu cách chế biến mà chiên xào quá nhiều, hoặc là chúng ta tẩm ướp thêm quá nhiều dầu ăn vào trong. Thì chúng ta sẽ ví dụ như thế này nhé. Chúng ta ăn một món cơm tấm thì hầu hết các bạn thanh niên 18-20 thì hay thích ăn món cơm tấm. Món cơm tấm là cái miếng sườn cốc lết người ta nướng lên, miếng cốc lết thịt rất là nạc. Nhưng mà trong quá trình người ta làm ra cái miếng cốc lết nướng đó, người ta đã cho vào đó rất là nhiều dầu mỡ. Do đó là em ăn nhiều dầu mà em không biết. Vì vậy là nhớ là trong thực phẩm đã có sẵn chất béo rồi. Vậy cái lượng mà thêm hàng ngày thì nhớ là này nhá. Cố gắng tham gia vào tự ăn tại nhà. Một là mình tự chế biến. Hai là mình phụ với mẹ. Lúc này mình sẽ hiểu là tại sao mình lại bị ăn quá nhiều dầu mà không biết. Thế thì vì vậy là nhớ là nói với mẹ là một ngày giả dụ như con thì con chỉ ăn 4 muỗng cà phê dầu khi mà chế biến món ăn, thì mẹ tính toán làm sao để con không có bị nhiều dầu. Thế muốn như thế thì mình làm nào mình ăn món luộc này, món hấp này, món salad là tốt này, để không bị ăn quá nhiều chất béo mà không biết. Và lượng chất béo như thế nào là phù hợp rồi. Thế bây giờ món nào phù hợp và tốt cho cái người bị da dầu thì đầu tiên là chúng ta cứ ăn cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng, và nhớ là phải ăn được nhiều rau. Và rau của chúng ta thì nên chọn các loại rau xanh và cái loại rau mà có hình ống. Hình ống như thế nào? Em cùng với bác sĩ học sinh vật nhé. Cái rau nào mà có hình ống thì nó sẽ có nhiều cellulo. Ví dụ như là rau cần này, rau cải này, rau muống này, thì các loại rau này nó có cái hình ống nó dài dài như thế này, có nhiều cellulo. Em nhăn nhai thì hơi mỏi răng đúng không? Thì em ăn cái rau có nhiều chất xơ không hòa tan là cellulo, thì nó sẽ làm chuyển hóa ở trong cơ thể của chúng ta tốt hơn rất là nhiều, giảm thiểu cái tình trạng táo bón, thì sẽ làm điều tiết cái việc mà rối loạn chuyển hóa và tăng tiết nhiều bã ở cái tuyến da, thì em sẽ cũng bớt dầu đấy. Nhưng mà tiếp theo thì rõ ràng là phải thực hiện mấy cái việc nữa là giấc ngủ này, rồi rửa mặt thường xuyên này, chọn các cái loại dung dịch hoặc là sữa rửa mặt cho nó phù hợp, và thêm nữa là bạn hạn chế là lạm dụng các cái loại chất tẩy rửa lên da mặt để cho da mặt nó bị khô quá nhiều, nó sẽ rối loạn chuyển hóa, bạn lại dễ bị tăng tiết dầu rồi dễ bị nổi mụn. Đây là những cái việc mà chúng ta nên làm, đừng quá lo lắng nhé. Cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì Mai thấy có một khán giả gửi về hotline của chương trình với cái nội dung như sau, số điện thoại cuối là 036. Thưa bác sĩ, mỗi ngày nên uống bao nhiêu lít nước để tốt cho làn da? Trái cây thì tốt cho da, em có thể chuyển sang uống nước ép hoặc là sinh tố trái cây thay nước lọc được không ạ?
Em cảm ơn. Dạ, mời bác sĩ. Chúng ta cần nước là bởi vì thế này, trọng lượng cơ thể của chúng ta có thể nói là khoảng 70% trọng lượng cơ thể của chúng ta là nước, và tất cả các tế bào đều chứa đựng rất là nhiều nước ở trong đó. Vai trò chính của nước đó là giúp cho chúng ta duy trì các cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể diễn ra bình thường. Thứ hai là giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng và vận chuyển các cái chất dinh dưỡng đến nơi cần thiết. Cho nên là chúng ta không thể thiếu nước được. Thế nếu mà cần nước thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu? Thì thông thường với người trưởng thành chúng ta sẽ uống lượng nước từ 2 cho đến 3 lít mỗi ngày. Và nếu mà tính thì chúng ta có thể tính theo cái công thức là mỗi kg cân nặng sẽ cần cung cấp vào khoảng 40ml nước. Trường hợp mà bạn vận động ở ngoài trời hoặc là đi tắm biển, bạn sẽ cần phải tăng thêm cái lượng nước uống vào hàng ngày. Trong trường hợp chúng ta bị sốt hoặc là các bệnh lý nhiễm trùng thì chúng ta cũng cần phải tăng thêm lượng nước. Đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai là trái cây thì tốt cho sức khỏe và chúng ta tốt cho làn da, thì chúng ta nên ăn trái cây nguyên cái phần của nó thay vì là chúng ta uống nước ép trái cây thì sẽ tốt hơn. Phần tiếp theo là chúng ta có thể thay nước bằng cách là chỉ uống nước ép trái cây hoặc là sinh tố trái cây không? Chúng ta không thay được, bởi vì như đã nói từ đầu là chức năng của nước là có rất là rõ ràng, và chúng ta chỉ nên uống hoặc là ăn trái cây thì 2 phần mỗi ngày. Nếu mà bạn không thể ăn được trái cây cả 2 lần thì bạn có thể là sử dụng nước ép trái cây 1 lần hoặc là sinh tố 1 lần. Nhưng mà khi sử dụng sinh tố thì hạn chế tối đa việc cho thêm đường, thêm sữa vào, bởi vì nó sẽ lại làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của da. Thì mà hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay quý vị cũng có những kiến thức để có thể giúp cho bản thân mình và gia đình của mình luôn có những bữa ăn thật là ngon, bổ dưỡng để sức khỏe của gia đình chúng ta được tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn Thanh Mai, xin cảm ơn quý khán giả, và chúng tôi xin chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là có một làn da vừa khỏe vừa đẹp. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Thanh Mai Show.